Minh Đường Tử Vi Hoan hỷ chào đón các quý cô tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Chúc các quý cô có một năm bình an, vui vẻ, trẻ đẹp, gặp nhiều may mắn và thành công. Sau đây mời các quý cô đón xem tử vi tuổi của mình trong năm Quý Mão 2023, chi tiết chính xác nhất về các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, sao hạn tử vi từng tháng âm lịch trong năm 2023, mời các quý cô cùng theo dõi. Tổng quan tử vi năm 2023 cho quý cô tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Bước sang năm Quý Mão 2023, quý cô tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976 là 48 tuổi âm lịch và 47 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi và ngũ hành. Xét về thiên can, Bính gặp Quý, chủ về bình hòa. Cuộc sống không quá vất vả, có làm có ăn, công việc được bình ổn, ít thăng trầm, tiền bạc cũng ổn định với không ít nguồn thu. Xét về địa chi, Thìn gặp Mão, Lục hại, xấu, gặp nhiều bất lợi trong cuộc sống, phải hứng chịu nhiều khó khăn trong công việc, đầu tư làm ăn chủ về thua lỗ, cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ xã giao, kẻo bị tiểu nhân lừa gạt hoặc lợi dụng, gia đình cũng có thị phi, tranh cãi. Xét về ngũ hành, Quý cô tuổi Bính Thìn, mệnh Sa Trung Thổ, gặp năm Quý Mão, mệnh Kim Bạch Kim, sinh xuất. Vận khí ổn định, tài khí có phần vượng, chăm chỉ làm ăn sẽ thu được tài lộc có điều vì đây là mối quan hệ sinh xuất nên con đường tới thành công của quý cô gặp khá nhiều khó khăn, vất vả. Cần kiên trì mới đạt được thành quả. Quý cô tuổi Bính Thìn, bước sang năm Quý Mão 2023, có vận trình hung cát đan sen, đón khá nhiều cơ hội, nhưng tương đối vất vả, cần đề phòng tiểu nhân quấy phá. Số có quý nhân, có may mắn, nhưng cũng phải nỗ lực nhiều mới đạt được điều mình mong muốn. Tiền bạc đủ chi đủ tiêu, khó khăn sẽ có người giúp đỡ kịp thời. Sao chiếu mệnh, trong năm 2023, quý cô tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh. Sao Mộc Đức là một phúc tinh thuộc hành mộc hướng tới sự an vui, hòa hợp. Trong năm gặp sao này thường gặp nhiều may mắn, có tài lộc, sự nghiệp thăng tiến, công việc kinh doanh rất thuận lợi, có thể kết giao được nhiều bạn bè tốt. Với bản chất là phúc tinh nên sao này tốt cho cả nam và nữ. Nếu phụ nữ mang thai gặp năm có sao mục đức chiếu, thì tính cách đứa trẻ sau này kiên cường, điềm tĩnh, quyết đoán. Vận hạn năm 2023, quý cô tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976 gặp hạn Tam Kheo. Hạn Tam Kheo là hạn xấu, chủ về vấn đề liên quan tới sức khỏe. Có nguy cơ bị các bệnh về xương khớp, tay chân vì thế nên tránh những nơi đông người, hạn chế phát sinh mâu thuẫn vì có thể dẫn tới xô sát mà gây ra chấn thương. Ngoài ra cũng cần đề phòng các chấn thương ngoại khoa. Vận niên năm 2023. Quý cô tuổi Bính Thìn năm này, gặp vận niên, hổ nhập nội nghĩa là hỗ trở về đồng bằng, sa mạc là nơi ít mồi, có mồi thì mồi không ngon, ám chỉ công việc có thời điểm gặp khó khăn, ít được giúp đỡ, quý cô cũng nên biết chờ thời thế sẽ tốt hơn. Xét về phương diện sự nghiệp của quý cô tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, trong năm quý mão 2023. Quý cô tuổi Bính Thìn, trong năm 2023, có vận trình sự nghiệp có nhiều khởi sắc, quý cô với khí chất hơn người, bản lĩnh, điềm tĩnh, quyết đoán, quý cô càng lạc quan thì sự nghiệp càng phát triển trong năm nay. Đặc biệt, trong năm này, quý cô tuổi Bính Thìn có được sự tác động tích cực của sao mục đức chiếu mệnh, sẽ giúp cho quý cô gặp được nhiều may mắn, dễ được thăng quan tiến chức, gặp quý nhân giúp đỡ, gặt hái được nhiều thành công, công danh, sự nghiệp có sự phát triển theo chiều hướng mở mang, tốt đẹp năm này quý cô cũng gặp được các sao tốt như thanh long thiên phúc quý cô càng chăm chỉ càng dễ gặp được người tốt chỉ bảo con đường sự nghiệp dễ thăng quan tiến chức trong năm cũng dễ gặp được bạn tốt kết giao với bạn mới mở ra nhiều cơ hội về hợp tác làm ăn và gặt hái được nhiều thành tích cao ngoài ra quý cô tuổi bính thìn sẽ có nhiều cơ hội về nghề nghiệp trong năm này quý cô không ngừng phất đấu nỗ lực chỉ cần quyết tâm thì khó khăn nào cũng vượt qua khúc mắc nào cũng được giải quyết quý cô cũng sẽ có nhiều cơ hội tốt để thăng quan tiến chức và tài lộc với những ai có ý định khởi nghiệp trong năm này mặc dù khởi sự ban đầu có gặp chút khó khăn nhưng tới đâu cũng có quý nhân phù trợ vì thế mà đi tới kết quả cuối cùng là cắt lợi nếu quý cô khởi nghiệp về kinh doanh buôn bán nên tiến hành từ quy mô nhỏ lẻ thăm dò thị trường một thời gian sau rồi mở rộng cũng chưa muộn cách làm này chậm nhưng chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả cao cho quý cô Nhìn chung, trong năm Quý Mão 2023, quý cô tuổi Bính Thìn nếu biết tận dụng thời điểm cũng như thời cơ tốt để tiến hành những dự định công việc đã ấp ủ thì có thể đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Nếu muốn có được sự đột phá thì quý cô phải quyết tâm, nỗ lực hơn gấp nhiều lần, đức năng thắng số, kiên trì thì sớm muộn gì cũng đến đích. Tuy nhiên, trong năm này, quý cô tuổi Bính Thìn cũng không nên quá tự phụ kiêu ngạo, hãy khiêm tốn lắng nghe, tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh, đặc biệt là lãnh đạo hoặc tiền bối đi trước, gặp phải chuyện khó thì bình tĩnh tìm cách giải quyết sẽ tốt hơn cho sự phát triển trong tương lai. Xét về phương diện tài lộc của quý cô tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, trong năm Quý Mão 2023, Bước sang năm Quý Mão 2023, đối với quý cô tuổi Bính Thìn có sự nghiệp thăng tiến, về cơ bản ít bị tác động bởi các hung tinh nhưng cũng không có nhiều cát tinh trợ mệnh, nên quý cô cần phải cố gắng để đạt được nhiều thành tựu hơn trong sự nghiệp, điều này sẽ giúp cho vận trình tài lộc của quý cô được khởi sắc khéo theo thu nhập được cải thiện tài lộc dồi dào hơn nữa. Tài lộc của quý cô tuổi Bính Thìn trong năm này do sự nghiệp thúc đẩy, nên quý cô có nguồn thu nhập ổn định, nguồn thu chủ yếu đến từ công việc chính, công việc nghề tay trái hay công việc làm thêm cũng có nhưng không nhiều những người làm nghề kinh doanh buôn bán cũng rất tốt buôn bán có bạn có bè hòa hợp hợp tác đôi bên cùng có lợi hạng mục đầu tư hanh thông lợi nhuận dồi dào có số được quý nhân phù trợ khó khăn cũng được tháo gỡ nhanh chóng quý cô có thể mở rộng thị trường và phấn đấu để tăng thu nhập tổng thể điều này sẽ giúp cho quý cô có một năm tài lộc thu về đáng kể nhưng quý cô cũng chớ nên tham lam mạo hiểu đầu tư tiền bạc ở các lĩnh vực mình chưa hiểu biết nhiều tránh tình trạng tiền bạc đội nón ra đi trong năm này quý cô tuổi bính thìn dù kiếm được khá nhiều tiền bạc nhưng vẫn phải chăm lo cho cuộc sống gia đình và chi tiêu cho những việc phát sinh khác quý cô cũng nên lập kế hoạch quản lý về tài chính chi tiêu hợp lý để bảo toàn tài sản cá nhân không bị thất thoát ở độ tuổi trung niên quý cô nên biết ổn định sẽ tốt hơn cần tính toán kỹ càng cho các bước đi khôn ngoan vững vàng trong chuyện làm ăn mới là sự lựa chọn đúng đắn khoảng thời gian đầu năm dễ hao tốn tiền của do sự ảnh hưởng của hung tinh nhưng cuối năm làm ăn được thuận lợi hơn tài lộc được cải thiện đáng kể Xét về phương diện tình cảm của quý cô tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, trong năm Quý Mão 2023. Bước sang năm Quý Mão 2023, vận trình tình cảm của quý cô tuổi Bính Thìn sẽ đón nhiều tin vui, tình cảm, nhân duyên tốt đẹp. Gia đạo êm ấm, hôn nhân hòa hợp giúp tinh thần của quý cô luôn thoải mái và tích cực. Tuy nhiên, trong cuộc sống hôn nhân, gia đình cũng có lúc khó tránh khỏi một số xích mích mâu thuẫn giữa vợ và chồng nhưng chỉ cần cả hai bên biết nhường nhịn, yêu thương nhau và chủ động ngồi xuống chia sẻ thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Đối với những quý cô đang độc thân, vẫn sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ, kết giao với nhiều người khác phái. Quý cô là người tài năng, sắc xảo, thông minh, lanh lợi, nếu tìm được người mà mình yêu thì đừng ngại chủ động theo đuổi đối phương, cơ hội nên duyên đôi lứa cũng rất khả quan. Xét về phương diện sức khỏe của quý cô tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, trong năm Quý Mão 2023 theo tử vi cho thấy, quý cô tuổi Bính Thìn, trong năm quý mão 2023, thì sức khỏe đang có dấu hiệu sa sút nghiêm trọng. Sự tác động của hạn tam kheo, làm cho sức khỏe của quý cô tuổi Bính Thìn, gặp nhiều sự cố, liên quan trực tiếp tới mắt tay chân, thị lực suy giảm, xương khớp tay chân bị thương tích do té ngã, xô sát, dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa, khả năng hấp thụ dinh dưỡng kém bị ảnh hưởng bởi hung tinh thiên không, lại thêm địa chi, mão thìn xung khắc, quý cô có dấu hiệu lao lực, cơ thể thường cảm thấy mệt mỏi, thể lực suy giảm, thiếu hăng hái trong cuộc sống, quý cô cần phải cẩn thận hơn. Đừng để sao hung tinh này gây nguy hiểm cho sự an toàn của bản thân. Quý cô cũng dễ gặp phải các vấn đề do khí huyết kém lưu thông, hoa mắt, chóng mặt do thiếu máu, chú ý khi sử dụng các vật sắc nhọn như dao kéo, kẻo tự gây thương tổn cho bản thân. Trong năm Quý Mão 2023, quý cô tuổi Bính Thìn nên ý thức được rằng không nên làm việc quá lao lực để rồi đổ bệnh lúc nào không hay. Dù sự nghiệp quan trọng nhưng sức khỏe vẫn cần được ưu tiên đặt lên trên hết, cần phải có sự quan tâm đặc biệt, không nên chủ quan khinh suất. Nên có chế độ dinh dưỡng cân bằng, thường xuyên rèn luyện sức khỏe, có chế độ sinh hoạt phù hợp, đồng thời loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực và giữ một tâm thế lạc quan yêu đời đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên quý cô tuổi bính thìn, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý cô. Ngày, giờ xuất hành, tuổi sông đất tốt cho quý cô tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, trong năm quý mão 2023 số của quý cô tuổi bính thìn hợp với giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ. Quý cô cứ thế xuất hành làm ăn, giao dịch, hùn hợp hay phát triển về sự nghiệp, sẽ gặp nhiều may mắn, được suôn sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết, dương lịch, chủ nhật, ngày 22 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, tức ngày canh thìn, tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi bính thìn giờ canh thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thanh Long, tốt nhất là 7 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý cô tuổi Bính Thìn. Xuất hành theo hướng Tây Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Tây Nam, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết. Dương lịch thứ hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023 âm lịch, là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023 tức ngày tân tỵ tháng giáp dần, năm quý mão. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành, hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, nên chọn giờ hoàng đạo và hướng tốt trong ngày. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần và tài thần, hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết. Dương lịch thứ ba, ngày 24 tháng 1 năm 2023 âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023, tức ngày nhâm ngọ, tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi bính thìn, tốt nhất là 7 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý cô tuổi bính thìn. Xuất hành theo hướng chính nam, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng chính tây, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm tuổi sông đất hợp với gia chủ tuổi bính thìn, sinh năm 1976, nữ mạng, trong năm quý mão 2023. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi bính thìn. Điều này nhằm mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới sông đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà quý cô nhận được càng nhiều. Cần kiêng những người nhà đang có tang, hoặc phụ nữ đang mang bầu để tránh âm khí. Tuổi sông đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, nữ mạng, trong năm Quý Mão 2023, là tuổi Giáp Tý, nữ mạng, sinh năm 1984. Điều này được lý giải như sau. Quý cô tuổi Bính Thìn có mệnh là, Sa Trung Thổ, gặp tuổi Giáp Tý, mệnh là, Hải Trung Kim, tương sinh, rất tốt. Thiên Căn, Bính gặp Giáp, Bình Hòa tốt. Địa Chi, Thìn gặp Tý, Tam Hợp, rất tốt. Cung, Thiên Y, mệnh của năm tương sinh, rất tốt. Ngoài ra gia chủ tuổi Bính Thìn, nữ mạng, trong năm Quý Mão 2023, cũng có thể chọn tuổi Tân Tỵ, nam mạng, sinh năm 2001 để sông đất. Quý cô tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, trong năm Quý Mão 2023, có phạm tam tai, hoang ốc, kim lâu, thái tuế không? Tam tai năm 2023. Quý cô tuổi Bính Thìn, gặp tam tai vào các năm, dần, Mão, Thìn. Năm này là năm Mão, quý cô sẽ phạm tam tai năm thứ hai hạn hoang ốc năm 2023. Quý cô tuổi bính thìn trong năm này sẽ phạm hoang ốc, lục hoang ốc đây cũng là một cung xấu. Xây nhà trong năm này sẽ khiến gia chủ không thành. Công danh sự nghiệp bị tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng xấu đến tương lai các thành viên trong gia đình. Kim lâu năm 2023. Quý cô tuổi bính thìn, phạm kim lâu thê. Nếu gia chủ làm nhà sẽ mang tai họa tới chồng, và chính bản thân mình. Nếu gia chủ là người độc thân, thì không sợ kim lâu thê. Thái Tuế năm 2023, quý cô tuổi Bính Thìn Phạm, hại Thái Tuế, hạn chế đi đám ma, đám hiếu, không đến nơi hoang vu, hẻo lánh, không tiến hành chuyện lớn, chuyện đại sự, không nên đứng ra giúp đỡ hay bảo đảm cho người khác, hay giúp bạn bè đứng ra đảm bảo để vay mượn tiền bạc. Những điều này có thể sẽ làm cho quý cô vướng phải phiền phức, rắc rối, thậm chí có thể bị họa đau thương hay vướng phải kiện tụng, nên lánh đi là hơn trong năm quý mão 2023, quý cô tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, cần đặc biệt chú ý tới hạn tam kheo và sao mục đức chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn tam kheo, đối với quý cô tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Tam kheo là hạn chủ về vấn đề liên quan tới sức khỏe. Người gặp phải hạn tam kheo, có nguy cơ bị các bệnh về xương khớp, tay chân vì thế nên tránh những nơi đông người, hạn chế phát sinh mâu thuẫn vì có thể dẫn tới xô sát mà gây ra chấn thương. Về sức khỏe, người gặp hạn này cần lưu ý chứng bệnh về phong thấp các thương tích liên quan tới tay chân. Về đời sống, để tránh những thương tích thì tốt hơn hết cũng không nên có mặt ở nơi đông người, tránh các xích mích hiềm khích xảy ra. Có 3 điều cần biết để vượt qua hạn tam kheo, đối với quý cô tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Thứ nhất, hạn chế đến những nơi đông người, cố gắng nhẫn nhịn trước tất cả mọi việc. Khi có xảy ra chuyện không may, cần suy nghĩ kỹ lưỡng, không để bị những người khác khiêu khích thứ hai gia chủ nên học cách nhẫn nhịn tìm hướng giải quyết một cách thấu đáo làm việc chân chính không toan tính điều xấu đặc biệt nếu làm cơ khí lúc nào cũng phải mặc đồ bảo hộ cẩn thận để hạn chế tai nạn lao động thứ ba cần chú ý ăn nói trong giao tiếp hàng ngày và tìm hiểu các mối quan hệ trước khi thân thiết yêu đương bên cạnh đó hãy giữ cho tâm luôn hướng thiện làm nhiều việc tốt Quý cô tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, trong năm Quý Mão 2023 cũng cần chú ý đến sao Mộc Đức chiếu mệnh. Sao Mộc Đức chiếu mạng sẽ gặp được nhiều may mắn trong công việc, được thăng quan tiến chức, gặp quý nhân giúp đỡ, hôn nhân hòa hợp. Công việc kinh doanh rất thuận lợi, có thể kết giao được nhiều bạn bè tốt. Với bản chất là phúc tinh nên sao này tốt cho cả nam và nữ. Nếu phụ nữ mang thai gặp năm có sao Mộc Đức chiếu thì tính cách đứa trẻ sau này kiên cường, điềm tĩnh, quyết đoán. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao Mộc Đức là phúc tinh nên cần làm lễ nghênh sao, hóa giải vận hạn, mong muốn tránh được rủi ro để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống và gặp nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cũng sao mục Đức vào ngày 25 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là ngày 25 tháng 1 âm lịch vì ngày này là ngày sao mục Đức giáng hạ. Đặt hương án về phía chính đông, bài trí 20 cây đèn cầy theo hình đồ của sao Vận trình từng tháng âm lịch cho quý cô tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976 trong năm Quý Mão 2023. Được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch năm 2023 cho quý cô tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Tháng 1 âm lịch năm Quý Mão có: Xét về mệnh thuộc hành Thủy tương khắc Thổ. Xét về thiên can thuộc Giáp tương sinh Bính. Xét về địa chi thuộc dần bình hòa Thìn bước sang tháng đầu tiên của năm quý mão quý cô tuổi bính thìn được bao quanh bởi nguồn năng lượng tích cực của tháng tết nguyên đán vui xuân cùng gia đình nhiệt huyết của những người tuổi thìn tương đối cao trong tháng này bất kể đối với quý cô làm gì trong cuộc sống đều tràn đầy tinh thần chiến đấu và niềm đam mê nên mọi việc thường dễ dàng hơn vận trình tài lộc tương đối lạc quan sẽ chi tiêu nhiều nhưng cũng gặp may mắn về tiền bạc quý cô luôn thấy thoải mái và vui vẻ trong tháng này Tháng này là tháng đầu năm mới, quý cô khó tránh khỏi được những cuộc vui ăn nhậu với bạn bè, người thân, quý cô nên chú ý hơn về chế độ ăn uống để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe ngay từ tháng đầu năm do hung tinh gây ra. Vận trình tháng 2 âm lịch năm 2023 cho quý cô tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Xét về mệnh thuộc hành Thủy tương khắc thổ. Xét về thiên can thuộc Ất tương sinh Bính. Xét về địa chi thuộc Mão lục hại Thìn. Bước sang tháng 2 âm lịch, quý cô tuổi Bính Thìn gặp nhiều áp lực, dù làm việc chăm chỉ nhưng kết quả lại không mấy lạc quan, nguồn thu nhập cũng không tương xứng. Tuy nhiên, quý cô đừng vì thế mà bỏ cuộc hay trốn tránh, hãy xem tháng này là tháng thử thách bản thân, nếu vượt qua được thời sắp tới quý cô sẽ có được những phần thưởng xứng đáng. Sức khỏe không tốt, chú ý bệnh tật dễ phát sinh, cẩn thận bệnh liên quan đến thiếu máu. Vận trình tháng 3 âm lịch năm 2023 cho quý cô tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Xét về mệnh, thuộc hành thổ bình hòa thổ. Xét về thiên can, thuộc bính tương sinh bính. Xét về địa chi, thuộc thìn tam hợp thìn. Bước sang tháng 3 âm lịch, quý cô tuổi bính thìn khởi động công việc trong thời điểm này rất tốt như, làm ăn kinh doanh online, buôn bán hay hoạt động công ty, đầu tư tài chính, kinh doanh bất động sản đều gặp nhiều thuận lợi. Về tình cảm, quý cô bắt đầu mở rộng các mối quan hệ của mình và được nhiều sự hỗ trợ từ những người xung quanh về tiền bạc công việc trong tháng này khá thuận lợi quý cô sẽ gặp nhiều vận may đưa tới về tiền bạc có thể sẽ bội thu về tài lộc trong tháng này về phương diện công việc làm ăn quý cô thấy mình tràn đầy năng lượng để thực thi những dự định và kế hoạch đề ra song hành với đó là sự giúp đỡ của mọi người dành cho quý cô về sức khỏe tốt nhưng cũng nên hài hòa giữa giải trí và công việc để cuộc sống đón nhiều điều tốt đẹp hơn không nên chỉ tập trung hoàn toàn vào công việc làm ăn tháng này công việc của quý cô phải đi lại nhiều cần chú ý cẩn thận dễ gặp tai nạn Vận trình tháng Tư âm lịch năm 2023 cho quý cô tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Xét về mệnh thuộc hành thổ Bình Hòa thổ. Xét về thiên can thuộc đinh tương sinh Bính. Xét về địa chi thuộc tỵ Bình Hòa Thìn. Bước sang tháng Tư âm lịch, quý cô tuổi Bính Thìn, công việc cũng khá thuận lợi, gặp nhiều may mắn đưa tới, cũng như được quý nhân giúp sức. Về tình cảm, các mối quan hệ của quý cô đều tốt nhưng cần chú ý quan tâm gia đình nhiều hơn. Về tiền bạc, tháng này công việc nhiều người sẽ gặt hái được kinh tế cho gia đình. Về phương diện công việc làm ăn, công việc nhiều nếu không sắp xếp hợp lý quý cô sẽ gặp áp lực. Hãy cân bằng giữa cuộc sống và công việc hiện tại. Về sức khỏe, quý cô tháng này sức khỏe tốt nhưng chú ý cẩn thận đi lại nhiều. Vận trình tháng 5 âm lịch năm 2023, cho quý cô tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Xét về mệnh, thuộc hành hỏa tương sinh thổ. Xét về thiên can, thuộc mậu tương sinh Bính xét về địa chi thuộc ngọ bình hòa thìn sang tháng năm âm lịch quý cô tuổi bính thìn có vận trình một tháng tốt lành hãy mạnh dạn làm những công việc của mình đang muốn làm vận may lớn sẽ đến về tình cảm quý cô được mọi người hỗ trợ giúp đỡ trong công việc và cuộc sống nhưng hãy dành thời gian quan tâm đến gia đình nhiều hơn đừng để công việc bận rộn đến không có thời gian dành cho gia đình của mình về tiền bạc làm ăn công việc tháng này rất thuận lợi quý cô hãy tiếp tục học tập và trau dồi kiến thức nhiều hơn để phát triển kinh tế một cách tốt nhất về phương diện công việc làm ăn, quý cô được đối tác, đồng nghiệp đánh giá cao vì sự nhiệt tình và chăm chỉ của mình. Quý cô hãy giao tiếp với mọi người nhiều hơn để nhận được nhiều sự hỗ trợ công việc nhất từ những người xung quanh. Về sức khỏe, thì quý cô tháng này sức khỏe tốt, chỉ chú ý là đi lại cần cẩn thận tránh gặp tai nạn khi sử dụng các vật sắc nhọn, gây xây sát nhỏ không đáng có. Vận trình tháng 6 âm lịch năm 2023, cho quý cô tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Xét về mệnh, thuộc hành hòa tương sinh thổ. Xét về thiên can, thuộc kỷ tương sinh bính. Xét về địa chi, thuộc mùi tứ hành sung thìn. Với quý cô tuổi bính thìn bước sang tháng 6 âm lịch, cũng có vận trình tương đối thăng trầm, nhất là về sự nghiệp, nên chuẩn bị từ nhiều góc độ và lên kế hoạch cẩn thận khi giải quyết công việc, không nên tiến hành các việc lớn lao rất dễ thất bại. Công việc kinh doanh buôn bán chậm chạp từ đó cũng ảnh hưởng đến nguồn thu tài lộc không tốt, quý cô cần chú ý xung quanh có người ganh ghét nên đề phòng để tránh điều thị phi. Về tình cảm, quý cô được quý nhân giúp đỡ, nhưng cũng sẽ có không ít người ganh ghét. Quý cô nên âm thầm làm mọi việc để tránh thị phi không đang có. Vận trình tháng 7 âm lịch năm 2023, cho quý cô tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Xét về mệnh, thuộc hành mộc tương khắc thổ. Xét về thiên can, thuộc canh tương phá bính. Xét về địa chi, thuộc thân tam hợp thìn. Đây là tháng cô hồn nên công việc của quý cô sẽ bị chững lại, nhưng quý cô lại có tin vui từ phía gia đình đem đến. Về tình cảm, quý cô được các thành viên trong gia đình quan tâm nhiều hơn. Tâm trạng quý cô cảm thấy thoải mái hơn trong tháng này. Về tiền bạc, tháng này sẽ có đôi phần khó khăn với tài chính của quý cô, nhưng lại có tin vui từ gia đình đưa tới. Về phương diện công việc làm ăn, tháng này là tháng mà theo quan niệm của người Việt thì mọi việc đều chậm và không nên triển khai mạnh trong tháng này. Bởi vậy về công việc của quý cô sẽ ít hơn. Về sức khỏe, thì tháng này sức khỏe của quý cô tốt, tinh thần thoải mái. Vận trình tháng 8 âm lịch năm 2023, cho quý cô tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Xét về mệnh, thuộc hành mộc tương khắc thổ. Xét về thiên can, thuộc tân bình hòa bính. Xét về địa chi, thuộc dậu lục hợp thìn. Bước sang tháng 8 âm lịch, quý cô tuổi bính thìn có vận trình khởi sắc đáng kể, quý cô cần tập trung để phát triển nghề nghiệp của mình lên một tầm cao mới với những thử thách trong công việc được cấp trên giao phó quý cô đã thể hiện rất tốt cả về chuyên môn lẫn kinh nghiệm trong xử lý công việc cấp trên đã mở ra nhiều cơ hội để cho quý cô có thể gia tăng thêm thu nhập cho mình tài lộc có nhiều điểm sáng thần tài tọa mệnh nhiều người có thể kiếm được một khoản tiền lớn trong tháng này tuy nhiên mặc dù tài lộc tháng này tương đối tốt nhưng quý cô cũng không nên chi tiêu quá tay trong cuộc sống hàng ngày nếu không cũng rất dễ hao tài về tình cảm quý cô sẽ nhận được sự hỗ trợ của gia đình và bạn bè xung quanh về sức khỏe thì gia chủ tháng này sức khỏe tốt nhưng chú ý cẩn thận ăn uống dễ mắc bệnh về đường ruột, dạ dày. Vận trình tháng 9 âm lịch năm 2023 cho quý cô tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Xét về mệnh thuộc hành Thủy tương khắc Thổ. Xét về thiên can thuộc Nhâm tương phá Bính. Xét về địa chi thuộc Tất Lục xung Thìn với quý cô tuổi bính thìn trong tháng này đang có điểm báo công việc tạo cho quý cô nhiều áp lực khối lượng công việc tăng cao đồng thời phải dành nhiều thời gian hơn để giải quyết công việc điều này làm cho quý cô có cảm giác khó chịu quý cô hãy tập trung phát triển bản thân nhiều hơn để mọi khó khăn chỉ là chuyện nhỏ về tình cảm quý cô sẽ có nhiều tranh luận từ đồng nghiệp gia đình quý cô nên nhẫn nhịn và quan tâm tới mọi người xung quanh nhiều hơn để tạo thiện cảm từ đó gia tăng sức ảnh hưởng của bản thân về tiền bạc quý cô tháng này sẽ không tốt về tài chính mọi dự định đầu tư kinh doanh đầu tư tài chính quý cô nên cẩn trọng tránh đầu tư không thu lại kết quả như mong đợi về phương diện công việc làm ăn quý cô bận rộn với công việc hiện tại nhưng không được như ý muốn quý cô nên tạo cho mình tính kiên trì và thực hiện kế hoạch mục tiêu đề ra một cách bài bản hơn về sức khỏe đôi lúc quý cô sẽ cảm thấy stress nhiều bởi vậy hãy rèn luyện tâm trí mạnh mẽ hơn và nên tham gia hoạt động thể thao nào đó để nâng cao sức khỏe vận trình tháng 10 âm lịch năm 2023, cho quý cô tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Xét về mệnh, thuộc hành thủy tương khắc thổ. Xét về thiên can, thuộc quý Bình Hòa Bính. Xét về địa chi, thuộc hợi Bình Hòa Thìn. Vận trình công việc của quý cô tuổi Bính Thìn trong tháng này khá thuận lợi và gặp nhiều may mắn đưa tới, cũng như được quý nhân giúp sức. Về tình cảm, các mối quan hệ của quý cô đều tốt, thông qua giao tiếp hàng ngày, quý cô có thể tạo nên những bước tiến mới trong mối quan hệ tình cảm gia đình người đang còn độc thân có cơ hội gặp được một nửa của mình đào hoa khởi vượng quý cô cũng nên biết nắm bắt cơ hội để thoát kiếp độc thân về tiền bạc tháng này công việc nhiều quý cô sẽ gặt hái được nhiều tài lộc những người kinh doanh buôn bán trong tháng này cũng rất thuận lợi dù có vất vả đôi chút nhưng lợi nhuận thu về không ít khiến cho hầu bao không ngừng đẩy lên về phương diện công việc làm ăn công việc nhiều nếu không sắp xếp hợp lý bạn sẽ gặp áp lực quý cô hãy cân bằng giữa cuộc sống và công việc hiện tại về sức khỏe, thì quý cô tháng này sức khỏe tốt nhưng chú ý cẩn thận đi lại nhiều dễ gặp tai nạn. Vận trình tháng 11 âm lịch 2023, cho quý cô tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Xét về mệnh, thuộc hành kim tương sinh thổ. Xét về thiên can, thuộc giáp tương sinh Bính. Xét về địa chi, thuộc tý tam hợp Thìn. Quý cô trong tháng này trông tràn đầy năng lượng để thực thi những dự định và kế hoạch đề ra. Song hành với đó là sự giúp đỡ của mọi người quý cô tuổi bính thìn trong tháng công việc phát triển rất tốt như làm ăn kinh doanh online buôn bán hay hoạt động công ty đầu tư tài chính kinh doanh bất động sản đều gặp nhiều thuận lợi các hạng mục đầu tư cũng cho thu được kết quả khả quan về tình cảm quý cô bắt đầu mở rộng các mối quan hệ của mình và được nhiều sự hỗ trợ từ những người xung quanh về tài lộc thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng quý cô sẽ gặp nhiều may mắn trong tháng này có nhiều vận may đưa tới về tiền bạc quý cô sẽ có một tháng bội thu về tài lộc về sức khỏe tốt nhưng quý cô cũng nên hài hòa giữa giải trí và công việc để cuộc sống đón nhiều điều tốt đẹp hơn, không nên chỉ tập trung hoàn toàn vào công việc làm ăn. Tháng này công việc quý cô phải đi lại nhiều cần chú ý cẩn thận dễ gặp tai nạn. Vận trình tháng 12 âm lịch 2023 cho quý cô tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Xét về mệnh thuộc hành Kim sinh thổ. Xét về thiên can thuộc Ất tương sinh Bính. Xét về địa chi thuộc Sửu tứ hành xung Thìn. Tháng này quý cô đang gặp cục diện ngủ hành tứ hình xung, thìn tuất sửu mùi lại bị ảnh hưởng bởi thời điểm cuối năm, quý cô cảm thấy mệt mỏi vì công việc và cuộc sống không được như ý. Cuộc sống luôn có nhiều biến động và lúc này không tốt nhưng không phải tất cả đều không tốt. Quý cô nên bỏ qua những lời nói không mấy thiện cảm từ người xung quanh để cho tâm hồn mình được thư thái hơn, hãy suy nghĩ tích cực và cho bản thân nhiều cơ hội rồi vận may sẽ tới. Ngoài ra trong tháng này cũng không thích hợp cho đầu tư tài chính, chứng khoán, hay chung vốn làm ăn, mức độ rủi ro rất cao, quý cô nên tỉnh táo để tránh sự dụ dỗ của người khác. Việc kinh doanh buôn bán có phần vất vả nhưng tài lộc thu về cũng không ít. Tiền bạc quý cô trong tháng này phải chi tiêu khá nhiều, quý cô cần phải có kế hoạch quản lý về tài chính hợp lý hơn, nếu không có thể làm suy yếu tài vận của bản thân. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi của quý cô tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, trong năm Quý Mão 2023. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp cho quý cô an tâm hơn phần nào cho những dự định trong năm sắp tới của mình. Chúc quý cô có một năm may mắn, đại cát đại lợi, bội thu về tài lộc. Xin chào và hẹn gặp lại.